bán máu cũng như là chỉ định sử dụng máu chế phẩm máu trên lâm sàng. Đây là cái bảng thống kê những cái thành phần cơ bản trong máu toàn phần của mình ha các bạn. Thì máu toàn phần sau khi lấy ra xong thì các bạn thấy là qua đi tâm chúng ta sẽ tách được thành hai lớp. Thì trong đó huyết tương chiếm khoảng 55% ha, và huyết cầu chiếm khoảng 45%. Thì trong huyết cầu này chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có những cái thành phần bạch cầu, tiểu cầu và hồng cầu. Thì trong thành phần bạch cầu chúng ta sẽ có năm thành phần bạch cầu, đó là neutrophil, lymphocyte, monocyte, eosinophil và basophil với những cái phần trăm tương ứng của nó. Trong huyết tương thì huyết tương chúng ta chủ yếu là nước, ngoài ra còn có những cái protein như albumin, globulin, fibrinogen hay những yếu tố đông máu, ion, chất dinh dưỡng và những cái sản phẩm khác. Về nguyên tắc truyền máu thì hồi trước các bạn thấy là truyền máu chúng ta thường là truyền máu toàn phần ha, khi nào thiếu máu thì bệnh nhân sẽ được truyền máu toàn phần, nhưng mà theo cái quan niệm hiện nay người ta không truyền máu toàn phần, người ta sẽ truyền máu từng phần, cần hồng cầu thì truyền hồng cầu, cần bạch cầu thì truyền bạch cầu, và tiểu cầu thì cần tiểu cầu, truyền tiểu cầu. Khi mà bệnh nhân thiếu máu toàn phần tức là cần cả hồng cầu, huyết tiểu cầu, huyết tương rồi thì người ta sẽ truyền cho bệnh nhân đó từng phần thôi, tức là bệnh nhân đó nhóm máu A thì sẽ ưu tiên truyền hồng cầu A ha, và huyết tương thì người ta sẽ truyền đó là huyết tương AB chứ không phải là truyền cái máu toàn phần A cho cái bệnh nhân nhóm máu A đó nữa. Thế các bạn, đó là cái nguyên tắc truyền máu hiện đại. Và thật sự khi nào mà bệnh nhân thật sự cần thì chúng ta mới tiến hành truyền máu, còn nếu như mà bệnh nhân thiếu máu mãn tính hoặc là ở một cái mức độ nào đó mà chưa cần phải truyền máu thì chúng ta không truyền máu cho bệnh nhân các bạn. Bởi vì sao? Các bạn biết là trên hồng cầu có rất là nhiều cái hệ thống nhóm máu, có đến hơn 30 cái hệ thống nhóm máu, mỗi cái hệ thống nhóm máu lại có rất là nhiều cái kháng nguyên quy định nhóm máu. Thì đối với truyền máu lâm sàng chúng ta thấy hai cái hệ thống nhóm máu có ý nghĩa quan trọng nhất, đó là APO và RZ. Tuy nhiên khi mà sự thuận hợp của hai cái nhóm máu này đã có mà vẫn có sự bất tương đồng truyền máu xảy ra thì người ta sẽ tiếp tục xem xét lại những cái hệ thống nhóm máu còn lại. Và những cái cá thể khác nhau thì đương nhiên là sẽ có sự bất thuận hợp của những cái nhóm máu của hệ thống nhóm máu khác ngoài cái hệ ABO và RZ. Ở đây thì người ta chấp nhận là chỉ thuận hợp ABO và RZ thì truyền máu, nhưng mà người ta không quan tâm đến những cái hệ thống nhóm máu khác. Tuy nhiên khi mà truyền máu người khác cho mình thì cơ thể mình vẫn có sự bất tương đồng ở những cái hệ thống nhóm máu khác thì vẫn sinh ra kháng thể. Do đó là khi nào thật sự cần thiết thì mới truyền, còn không cần thiết thì hạn chế truyền ha. Bởi vì bất cứ cái loại chế phẩm máu nào đi vào trong cơ thể thì ít nhiều gì cũng có sự bất tương đồng và cơ thể mình sẽ ngay lập tức sinh ra cái kháng thể chống lại cái kháng nguyên đó. Đây là cái sơ đồ tóm tắt cái quy trình sản xuất những cái chế phẩm máu. Thì ở cái khu vực người cho máu, khu vực ngân hàng máu và khu vực truyền máu lâm sàng, mỗi một khu vực đã thực hiện một chức năng nhiệm vụ khác nhau. Đối với khu vực người cho máu này thì nhiệm vụ chủ yếu đó là vận động hiến máu và tuyển chọn người cho máu. Và đối với khu vực ngân hàng máu thì đối tượng họ thao tác đó là những cái chế phẩm máu toàn phần. Máu toàn phần. Thì từ cái máu toàn phần này người ta sẽ điều chế ra hồng cầu lắng, có bạch cầu, tiểu cầu đậm đặc, huyết tương tươi đông lạnh. Ngoài ra còn rất là nhiều cái loại chế phẩm máu khác từ những cái chế phẩm máu chính này. Thì từng cái loại chế phẩm này sẽ được bảo quản ở cái nhiệt độ và cái thời gian khác nhau. Thì đối với hồng cầu lắng thì chúng ta sẽ bảo quản ở nhiệt độ 26 độ C, 26 độ C và thời gian bảo quản là 42 ngày. Và thời gian này cũng tùy vào việc thuộc vào chất chống đông các bạn. Rồi khói bạch cầu thì khói bạch cầu này chúng ta bảo quản ở nhiệt độ phòng 20 đến 24 độ C trong vòng 24 giờ. Tiểu cầu đậm đặc thì chúng ta bảo quản 20 24 độ C trong 5 ngày trong điều kiện là có thể lắp liên tục. Rồi, huyết tương tươi đông lạnh. Huyết tương tươi đông lạnh này chúng ta có thể bảo quản nhiệt độ âm âm 18 đến âm 25 độ C và được bảo quản một thời gian rất là lâu, 1 năm.
Từ các huyết tương tươi đông lạnh này, người ta mới tách giết thành tủa lạnh yếu tố 8 và huyết tương nghèo yếu tố 8, tùy thuộc vào cái thời gian kể từ lúc lấy máu bệnh nhân. Lấy máu từ người hiến máu thì cái chế phẩm mình thu được có thể là tủa lạnh yếu tố 8 hoặc là huyết tương nghèo yếu tố 8. Và cũng tùy vào cái mục đích sử dụng, bệnh nhân nó cần yếu tố trong máu số 8 hay không thì mình chọn lựa cái chế phẩm phù hợp. Khu vực truyền máu lâm sàng thì chủ yếu là lãnh những cái chế phẩm máu này về và truyền máu cho bệnh nhân. Hình ảnh về quá trình điều chế những chế phẩm máu. Có trang thiết bị trong phòng tách chiết. Rồi, một số loại chế phẩm máu. Máu toàn phần. Máu toàn phần thì có rất là nhiều thể tích, 250, 350, 450. Thì thường các bạn nữ hiến máu lần đầu thì sẽ lấy 250. Các bạn nam hiến máu lần đầu sẽ lấy được khoảng 350. Còn những lần tiếp theo thì nữa sẽ tăng lên 350, 450. Rồi, chế phẩm máu, chế phẩm hồng cầu. Chúng ta có khối hồng cầu hay gọi là hồng cầu lắng, tương ứng với những cái thể tích trên. Rồi hồng cầu rửa, chế phẩm tiểu cầu chúng ta có tiểu cầu đậm đặc, tiểu cầu tách chiết từ nhiều người cho, và thường là người ta sẽ gom ba cái đơn vị máu lại để tách chiết thành một cái đơn vị tiểu cầu đậm đặc. Rồi một cái loại tiểu cầu rửa, đó là tiểu cầu đậm đặc tách chiết từ một người cho, thì loại này nó sẽ có giá trị cao hơn, bởi vì nó hạn chế cái khả năng mà sinh kháng thể miễn dịch từ những cái kháng nguyên tiểu cầu á, nên đó là nó sẽ có giá tiền cao hơn là đối với tiểu cầu đậm đặc thu gom từ những cái túi máu khác. Rồi chế phẩm huyết tương, hiện ta có huyết tương đông lạnh, huyết tương tươi đông lạnh kết tủa vào yếu tố 8 và cuối cùng là khỏi bạch cầu. Một số cái điều kiện để bảo quản những cái chế phẩm máu này, môi trường về nguồn điện, chống đông thì chống đông này thường là có ACD nè, CBD, CBDA. Thì những cái thành phần trong đây chủ yếu là để chống, làm ngăn chặn cái quá trình máu đông, ngăn chặn quá trình đông cầm máu, đồng thời cũng cung cấp những cái chất dinh dưỡng để cho hồng cầu ở trong đây, những cái tế bào máu trong đây nó sử dụng. Rồi dung dịch bảo quản SAGM, Lugo, Dextro, Phosphate, Adenine, Nanitol, Natriclorua, nhiệt độ và những cái thành phần phụ khác, và luôn phải tuân theo cái quy luật là 30 phút. Rồi chúng ta sang tìm hiểu những cái chế phẩm hồng cầu. Hồng cầu lắng hay là khối hồng cầu có những cái thể tích tương ứng với những cái túi máu toàn phần của mình. Khối hồng cầu sản xuất bằng ly tâm giảm bạch cầu và giảm được trên 70% bạch cầu. Khối hồng cầu rửa, khối hồng cầu giảm bạch cầu, 95% bạch cầu được lọc bằng màng lọc. Khối hồng cầu đông lạnh bảo quản bằng glycerol 40%. Thì đối với khối hồng cầu đông lạnh này thường dùng để bảo quản những cái nhóm máu hiếm đó các bạn. Bởi vì ta cần bảo quản một thời gian lâu dài, cho nên là phải bảo quản đông lạnh bằng glycerol. Về điều kiện vận chuyển, nhiệt độ và thời gian trong quá trình vận chuyển máu. Thì trước khi máu được sản xuất thì chúng ta bảo quản nhiệt độ phòng, thời gian bảo quản là khoảng 6 đến 8 giờ. Và bảo quản máu toàn phần và hồng cầu lắng thì 2 đến 6 độ, tùy vào dung dịch chống đông và bảo quản. Vận chuyển máu đã sản xuất thì chúng ta bảo quản là 2 đến 10 độ trong vòng 24 giờ. Từ cái nơi mà mình sản xuất máu từ những cái bệnh viện truyền máu di chuyển đến, vận chuyển máu đến cái trung tâm y tế hoặc là cơ sở y tế bệnh viện cần máu thì phải duy trì cái nhiệt độ là 2 đến 10 độ C và chỉ bảo quản được trong ngày thôi ha, mình chuyển trong ngày thôi. Rồi khói hồng cầu rửa thì chúng ta sẽ bảo quản 2 đến 6 độ C trong vòng 24 giờ, hoặc là nhiệt độ phòng thì chúng ta chỉ bảo quản được 6 tiếng mà thôi. Đây là thời gian tương ứng của những cái chất chống đông. Nếu mà sử dụng ACD thì chúng ta bảo quản được 21 ngày, CBD thì 28 ngày, CBDA1 thì 35 ngày, và dung dịch bảo quản SAGM hoặc là AS thì chúng ta sẽ bảo quản được 42 ngày, và đây là thời gian bảo quản kéo dài nhất của cái túi hồng cầu.
Về cách sử dụng khối hồng cầu, thì một cái đơn vị khối hồng cầu sẽ làm tăng cái nồng độ hemoglobin lên đến 10 gram trên lít, hoặc là tăng cái hematocrit lên thêm 3%, và bảo quản là 2 đến 6 độ C chúng ta sử dụng trong vòng 45 ngày trở lại ha các bạn, tùy vào cái chất chống đông như lúc nãy cô nói đó. Và sau khi mà mình lãnh cái túi máu này về, mình phải truyền trong vòng 30 phút sau khi lĩnh máu. Bởi vì các bạn lưu ý là khi mà truyền máu là chúng ta sẽ không có làm ấm cái túi máu này. Tại khi làm ấm thì nó sẽ tăng cái nguy cơ nhiễm khuẩn, cho nên chúng ta sẽ không làm ấm ha. Về đặc điểm điều chế của cái khối hồng cầu thì bản chất nó là máu toàn phần được loại bỏ huyết tương và bổ sung vào đó là dung dịch nuôi dưỡng, duy trì ở cái mức HCT là 50 đến 65%, hemoglobin thì lớn hơn 23,8 gram. Về nhiệt độ bảo quản thì 2 đến 6 độ C và thời gian bảo quản tùy thuộc vào chất chống đông như nãy cô giới thiệu rồi ha, và chỉ định trong những cái trường hợp là bệnh nhân thiếu máu mẹ. Về khối hồng cầu rửa thì khối hồng cầu rửa này đặc điểm đó là khối hồng cầu được rửa với cái dung dịch nước muối sinh lý thì chúng ta thực hiện rửa ba lần lại loại bỏ những cái huyết tương ở trong cái khối hồng cầu lắng và bảo quản ở nhiệt độ 2 đến 6 độ C hoặc là thời gian sử dụng 24 giờ. Còn nếu như mà chúng ta bảo quản nhiệt độ phòng thì chúng ta chỉ sử dụng trong 1-6 tiếng như các bạn lúc nãy tóm tắt lại đó. Sử dụng khối hồng cầu rửa này thì đối với những cái trường hợp mà thiếu máu tan máu miễn dịch, có hoạt hóa bổ thể, thiếu máu mạng có tiền sử dị ứng với các thành phần huyết tương, hoặc là thiếu hụt IgA bẩm sinh, thì chúng ta sẽ truyền cái khối hồng cầu rửa này cho bệnh nhân để hạn chế những cái tai biến truyền máu. Rồi chế phẩm tiếp theo đó là khối hồng cầu loại bỏ bạch cầu được điều chế như thế nào? Khối hồng cầu được dạng tách loại bỏ bớt bạch cầu và tiểu cầu. Bảo quản thì tùy thuộc vào cái kỹ thuật sử dụng là kỹ thuật kính hay hở mà chúng ta sẽ có cái thời hạn bảo quản khác nhau. Và đối với những cái bệnh nhân mà truyền máu nhiều lần, có tiền sử phản ứng với truyền máu hoặc là phòng ngừa những cái nguy cơ gây bệnh miễn dịch hệ kháng nguyên của bạch cầu, bệnh chống thải ghép hoặc một số bệnh lý truyền qua bạch cầu, thì chúng ta sử dụng cho bệnh nhân cái khối hồng cầu loại bỏ bạch cầu và tiểu cầu này để cho an toàn. Rồi chúng ta sang những cái chế phẩm về tiểu cầu thì chúng ta có là huyết tương giàu tiểu cầu đậm đặc từ 1000 ml máu toàn phần, là tách từ ba cái túi máu đó. Rồi tiểu cầu tách chiết bằng máy đây là tiểu cầu từ một người cho. Rồi tiểu cầu phù hợp với HLA, tiểu cầu lọc bạch cầu. Ta đi vào từng cái loại chế phẩm tiểu cầu một ha. Đầu tiên đó là một cái đơn vị tiểu cầu đậm đặc được tách chiết từ 1000 ml máu toàn phần và một đơn vị tiểu cầu đậm đặc tách chiết từ một người cho, lấy từ 2 đến 3 đơn vị tiểu cầu bun, truyền tiểu cầu trong vòng 15 đến 20 phút. Tiểu cầu đậm đặc thì nhiệt độ bảo quản là ở nhiệt độ phòng thí nghiệm các bạn 20 đến 24 độ, điều kiện là phải lắc liên tục. Thời gian trước sản xuất là nhỏ hơn 24 giờ sau khi lấy máu. Sau khi sản xuất thì nếu như mà sản xuất bằng cái hệ thống hở thì ta lắc liên tục 24 giờ, bảo quản được 24 giờ và không lắc thì bảo quản được 12 giờ. Còn nếu như mà được sản xuất ở trong hệ thống kính thì chúng ta có thể bảo quản tối đa là 5 ngày. Về tiểu cầu đậm đặc thì số lượng tiểu cầu sau khi mà bổ sung vào có thể là tăng lên ha, được 1.5 đến 4.5 nhân 10 mũ 1 tiểu cầu trên một cái đơn vị tiểu cầu. Rồi đối với tiểu cầu mà đậm đặc hỗn hợp, tức là tách từ nhiều cái người cho khác nhau, thì nó sẽ có những cái nguy cơ hết các bạn. Nguy cơ quan trọng nhất đó là nhiễm trùng các bạn lan qua đường truyền máu hoặc là nguy cơ đồng miễn dịch.
Rồi tiểu cầu đậm đặc tách chiết từ máy tự động thì là một người cho duy nhất. Thì thay vì lấy tiểu cầu từ nhiều người cho thì cái nguy cơ mà sinh ra kháng thể chống lại tiểu cầu nó cao hơn. Thì ở đây chúng ta có tiểu cầu từ một người cho thì chỉ có đưa cái kháng nguyên của một người vào thôi thì cái nguy cơ mà sinh ra kháng thể nó thấp hơn. Được điều chế bằng máy tách chiết tế bào tự động và giảm được cái nguy cơ nhiễm trùng lây bệnh qua đường truyền máu. Tuy nhiên giá thành nó hơi cao đó các bạn. Hình ảnh của máy tách chiết tế bào. Rồi, cuối cùng đó là cái khối tiểu cầu loại bỏ bạch cầu. Thì đặc điểm của nó giống như tên gọi ha, là loại bỏ cái bạch cầu và giúp làm giảm cái nguy cơ đồng miễn dịch hệ kháng nguyên của bạch cầu và chống thải ghép. Chỉ định truyền cho những cái bệnh nhân mà giảm tiểu cầu do nguyên nhân miễn dịch, ghép tủy, thận, vân vân. Khối tiểu cầu hòa hợp hệ HLA, hiệu quả truyền tiểu cầu kém, đồng miễn dịch hệ HLA. Chúng ta sử dụng cái khối tiểu cầu hòa hợp hệ HLA này từ người cho là chị em ruột hoặc là những cái người cho đã định nhóm HLA để tìm ra cái tiểu cầu có HLA phù hợp với cái người nhận máu ha. Rồi đối với những cái chế phẩm bạch cầu thì khối bạch cầu được sản xuất từ nhiều người cho hoặc từ một người cho nhờ phương pháp tách tế bào bạch cầu bằng máy máy tự động. Khối bạch cầu thường còn chứa số lượng tương đối tiểu cầu và hồng cầu. Bảo quản thì chúng ta bảo quản ở nhiệt độ phòng và trong vòng 24 giờ, truyền sau khi lĩnh 30 phút. Huyết tương, chúng ta có huyết tương tươi đông lạnh, huyết tương nhiễu tố tám và sở huyết. Huyết tương thường tách sau 8 giờ và tủ lạnh yếu tố 8 sợi huyết với pinocen. Đây là cái điều kiện bảo quản của từng loại cái chế phẩm huyết tương. Thì huyết tương tươi đông lạnh thì ta ở âm 25 độ C trở xuống ta bảo quản được 24 tháng. Huyết tương tươi đông lạnh hay là cái tủ lạnh ở bảo quản ở nhiệt độ là âm 18 đến âm 25 thì ta bảo quản ở 12 tháng. Huyết tương tươi đông lạnh hay là kết tủ lạnh đã làm tan đông rồi thì chúng ta bảo quản ở nhiệt độ tủ lạnh 26 độ C và sử dụng trong vòng 6 giờ. Huyết tương tươi đông lạnh đã tan đông, bảo quản 26 độ C thì sau 2 đến 6 giờ thì nếu mà lớn hơn 6 giờ thì không còn là huyết tương tươi nữa ha các bạn, nó chỉ là huyết tương đông lạnh thôi. Và huyết tương đông lạnh này trong cái thành phần nó chỉ chứa chủ yếu là bổ sung những cái protein cho bệnh nhân thôi ha các bạn. Rồi huyết tương đông lạnh tan đông thì bảo quản 26 độ C, chúng ta bảo quản tối đa được 5 ngày. Rồi đi vào từng cái loại huyết tương một. Đầu tiên đó là huyết tương tươi và huyết tương tươi đông lạnh. Thì điều chế từ máu toàn phần tươi và đối với hai cái thành phần đó là yếu tố đông máu số 3 và yếu tố đông máu xin lỗi số 5 và số 8 thì đây là hai cái yếu tố đông máu không có bền vững. Do đó thì nó sẽ dễ bị tiêu hủy khi mà chúng ta bảo quản thời gian quá lâu. Khi mà muốn thu được cái huyết tương tươi trong lạnh tức là giàu yếu tố 8 á, thì mình phải điều chế cái chế phẩm này trước 6 giờ kể từ khi lấy máu thì chúng ta mới thu được hai cái yếu tố đông máu này. Về chỉ định chúng ta điều trị và dự phòng các rối loạn đông máu do thiếu hụt một hoặc là nhiều yếu tố đông máu. Rồi đối với huyết tương đông lạnh thì huyết tương đông lạnh này được tách sau 8 giờ là mất những cái yếu tố đông máu quan trọng rồi, không có yếu tố 5, yếu tố 8 và cái pinocen. Nên là thì dùng để bổ sung những cái yếu tố đông máu khác ngoài yếu tố 5 và yếu tố 8 cho bệnh nhân. Tủ lạnh yếu tố 8 và sợi huyết thì một đơn vị tủ lạnh yếu tố 8 này nó sẽ chứa 150 đến 200 mg pinocen. Đồng thời thì nó chứa 80 đến 120 đơn vị UI yếu tố 8. Đối với tủ lạnh vào yếu tố 8 thì đặc điểm là nó sẽ được tách từ nhiều cái đơn vị huyết tương tươi đông lạnh. Trong đó thì có nồng độ yếu tố 8 và cái pinocen nó sẽ cao. Chỉ định dùng để điều trị dự phòng các rối loạn đông máu do thiếu hụt yếu tố đó đông máu bẩm sinh.
như chỉ thiếu hụt fibrinogen bẩm sinh và mắc phải, hoặc là truyền trong những cái trường hợp bệnh nhân bị DIC nha, bị tiêu hủy tiểu cầu, những cái yếu tố đông máu đó. Về điều kiện vận chuyển của những cái chế phẩm huyết tương, thì những cái chế phẩm huyết tương tươi đông lạnh chúng ta vận chuyển thì cũng đảm bảo là ở nhiệt độ âm âm 18 độ C. Còn các chế phẩm huyết tương không đông lạnh thì chúng ta bảo quản ở 1 đến 10 độ C trong cái thời gian mà vận chuyển. Những cái thiết bị vận chuyển như là thùng vận chuyển máu, tủ lạnh trữ máu, tủ âm, tủ bảo quản lắc tiểu cầu, nhiệt kế, kho lạnh, kho âm. Thì đây là những cái thiết bị tùy vào cái chế phẩm máu của mình là loại nào thì chúng ta tuân thủ theo cái những cái trang thiết bị này để vận chuyển máu đúng cái nhiệt độ quy định, tránh làm hư hỏng máu trong cái thời gian vận chuyển. Thì đa số những cái trang thiết bị mà để vận chuyển máu người ta sẽ có cái hiển thị cái nhiệt độ ở bên ngoài hoặc là liên kết với một cái thiết bị di động. Thì khi mà có sự biến đổi nhiệt độ quá mức cho phép thì thiết bị đó nó sẽ thông báo cho mình để mình kịp thời can thiệp và điều chỉnh lại. Đây là một số hình ảnh ở trong ngân hàng máu các bạn. Rồi đó là hết cái phần sản xuất, bảo quản và sử dụng những cái chế phẩm máu. Rồi sau đây cô sẽ giới thiệu với các bạn, hướng dẫn các bạn chọn máu để truyền.